Theo thông tư mới Bộ Công an ban hành, từ ngày 15 tháng 8, tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định của thông tư này. Do đó, trường hợp chưa nộp phạt vi phạm giao thông thì sẽ không được đăng ký xe mới, hồ sơ đăng ký xe sẽ không được giải quyết. Sau khi nộp phạt, tổ chức cá nhân sẽ được đăng ký xe theo quy định. Ngoài ra, thời hạn cấp chứng nhận đăng ký xe online là không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký. Quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ Cổng Dịch vụ Công.